Chu Dũng xuất hiện. Chu Dũng ra xuất hiện rồi rồi. Giờ khán giả đang lại chụp hình với chú Dũng nha. Nhưng mà tuổi rất là kỹ lưỡng để làm những điều mình cần làm.
làm hết những điều muốn làm và thấy cần thiết phải làm để trước khi mình theo ông theo bà đi về bên kia. Anh vợ chồng tôi quyết định là ngồi cái lợi nhuận đó ra là dùng cái tài sản tích lũy được trong 45 năm cần cù làm việc để dùng cho cái chương trình này luôn, để giúp cho các cháu bị tiêm bẩm sinh của mọi miền đất nước. Và chúng tôi quyết định là vào ngày 20 tháng 10 là ngày của phụ nữ Việt Nam, ở đây các phụ nữ nhiều. Và ngày đó là ngày của những bà mẹ Việt Nam, của những người mẹ ở đây bao lao suốt đời là hy sinh hết để thương con, để thành con. Và đồng thời là những người phụ nữ đảm đang trung hậu, kiên cường và bất khuất ở trong qua các cái thời kỳ, và đặc biệt là để đồng bọn thương yêu, nhất là trẻ con, trẻ em nó vô tội, nó như một cái trời thiên thánh, như một vô phước á, là lúc mẹ mang thai thì bị một cái bệnh gì đó ảnh hưởng đến con mình, bị viêm bẩm sinh, thì tôi đại nguyện vợ chồng đã dành cái chương trình đó ra. Và sáng nay á, thì vừa mới nghe nói thì nhận được một hồ sơ có một cháu rất tội, vừa bị lá ba cái lá hở ba cái băng tim, ba cái lá rồi tim nó là bị gan nữa, nên là lấy gan của ba để cho đứa bé, mà thấy các em là chúng tôi quyết định nhận cháu đó để chuẩn bị cho đầu tiên, chắc đầu tiên cho chương trình. Và ngày 20 tháng 10 là cái ngày mà sẽ mở màn để chương trình đã tiến hành trở lại. Tại vì nó là đó là chúng tôi có cái tích lũy được để chia sẻ cho các cháu. Nếu mong mà không có bác ở đây, anh em ở đây, mình á không có của thì mình góp cái công mình trải cái bồ đát, thấy cái dòng ở trong xóm mình, ở trong làng mình, trong xã mình có bé bị như thế thì liên hệ cái chỗ này Nam bây giờ là thì giúp cho cháu đó em được kết nối em mổ, thì đó cũng là trái tim bồ đát, đó cũng là điều thánh thiện, chứ không phải là chỉ có tiền mổ ra là làm bước đâu. Thì mong tất cả chúng ta để cùng nhau để giúp cho cái chương trình đó, để thực hiện để giúp cho các cháu nó trở thành một cái người lành mạnh để cống hiến cho xã hội. Đó là cái điều mà chúng tôi là ước nguyện và cũng là đại nguyện của gia đình, và đã thống nhất kể cả con, các con tôi rồi, kể cả hàng ngũ rồi, nhất là vợ chồng quyết định là chạy lại cái chương trình này. Và có khả năng Hữu cũng sẽ làm tiếp đến năm 2030 xong thì Hữu đủ 18 tuổi, nên là mẹ bà xã thì cũng nói chưa lo hết. Ngồi cái lợi nhuận ra, chúng tôi đem cái tài sản hình thành được trong 45 năm tôi làm từ kinh doanh 45 năm này rồi, tôi chia sẻ lại cho các cháu, chứ tôi không dám dùng chữ cho, mà chia lại các cháu để các cháu không có nợ nần gì tôi hết, mà coi như giống như một người cha, người mẹ, các bố mà chia cho những cái bé để cho các cháu nó được tận ra được. Tôi thì không có biết án đâu, xin được quý vị, tôi mà án là chắc kẻ án nó lâu nhanh lắm. Cái giọng tôi nó bị tôi, cái sức hút tôi rất lớn, nghèo bố bối, nên cái giọng nó khầm khào. Xin được quý cô bác là xin cầu chúc quý cô bác sức khỏe, các em thì nhỏ thì học giỏi, không? Nghe lời ba mẹ hạnh phúc. Cảm ơn. Em ngồi đây đi, cho em hỏi mấy câu đi. Bây giờ em là đã trốn rồi. Đức Thầy ơi, thật sự ra mà nói là người tốt thật là khó. Tôi với anh Dũng cũng đã nói chuyện với nhau trước khi quyết định lại cái câu chuyện là hôm nay, thì tôi với anh Dũng quyết định lại với nhau. Vì chính tôi là tác giả của quyển Mổ Tim. Vì khi tôi vào bệnh viện đó, thì tôi thấy rất là nhiều trẻ em nghèo, cha mẹ không có điều kiện, trong tôi nó cứ rộn ràng ngay trước là tại sao lại có những cái mảnh đời mà bất hạnh như vậy. Và tôi nuôi cái nhân vật nó cho đến một ngày tôi mới nói với Dũng, và anh Dũng đã cùng tôi tạo nên cái quỹ hàng ngũ đó, và hôm nay là rất là nhiều trẻ em cùng cái sống. Thì tôi cũng có một cái đại nguyện là sẽ vợ chồng nó sẽ đợi Hữu đến 18 tuổi để duy trì
chị Vũ trưởng thành rồi sẽ bàn giao lại cái chương trình đó. Nhưng mà vừa rồi thì tôi bị sự cố, thì tôi có đóng cửa, đóng lại. Thì bây giờ tôi đã được tự do và tôi vẫn thực hiện ý tưởng của tôi. Tôi không hề quảng cáo, tôi cũng không hề làm với mục đích được ai đó khen ngợi tôi, mà tôi làm bằng cả trái tim, máu và nước mắt của tôi. Cho nên đây là ý tưởng sống của tôi và anh Dũng luôn đồng hành cùng tôi. Nó tóm lại là vợ chồng tôi một lòng một dạ, vì dân, vì cái nghề điện tử. Và chúng tôi quyết định mở lại vào ngày 20 sẽ là ngày chính thức, cũng là một cái dấu mốc lịch sử là tôi tiếp tục thực hiện chương trình nội dung phụ nữ. Thì quý vị, ý anh Dũng đó là quý vị các trẻ em nào mà bệnh tật có cái tim mà cần phải chữa trị thì quý vị liên hệ với Đại Nam, cái website cũng như là cái số điện thoại thì Đại Nam sẽ tiếp nhận và chuyển giao qua các bệnh viện để mà xử lý cho mấy em. Với anh Dũng nói, ý của anh Dũng đó là ngoài cái lợi nhuận ra thì chúng tôi có thể bán cái tài sản chúng tôi có được để mà giúp đỡ trẻ em. Vì tôi với anh Dũng sống chẳng bao nhiêu năm đâu quý vị ơi, ai cũng rồi có đi về sẽ chia ra một phần nào đó cho con cái, một phần nào đó giúp cho xã hội. Đó là ngoài cái việc mà lợi nhuận ra còn lấy tài sản của mình đem cho nó phải không, đem giúp đời nó phải không? Anh nói cho rõ cái chỗ này đi. Chúng là xin thưa nhé quý vị, là tôi lao động suốt 45 năm là một con người hình như sống với công việc, và tôi cũng có biết hưởng thụ sống như chú bộ đội. Từ rồi giờ đi bộ đội sống sao thì hình như bây giờ cũng vậy. Ở đây á, ra gặp bà con cũng chẳng biết ông nhầy cái sang cho tôi thất biến này rất nhiều thích. Không phải là tôi quảng cáo cho mình biết đâu, nhớ cái nhẹ nhàng mà ăn đó, thoải mái lắm, ăn mà thoải mái, ăn uống thì đơn giản. Tại vì trong người hình như nó có kỵ cái đồ ăn mà sang hay sao đó, ăn đồ tốn thì nó hay bị chịu. Nên đó là ăn rất là đơn giản. Đến sống rồi mình đi về cũng chán ăn thiếu được cái gì hết. Đó nó là tuổi mà 65 thì ông bà nói là cái tuổi này là tuổi có lời được 5 năm rồi. Mà sống thì bây giờ sống là sống qua ngày mà chờ qua đời mà nó không có cái gì hết. Cho nên nhanh chóng làm được những điều phải làm, mà thống nhất khắp trong gia đình, từ con cái đến vợ chồng, là quý tâm, là dành hết lợi nhuận. Và trong đó có một điều rất quan trọng là tôi thành tâm cảm ơn quý vị là chương trình Trái Tim Hằng Hữu. Nó cái tin đầu tiên đó là cảm ơn quý du khách đến Đài Nam mua một tấm vé, tức là đã gián tiếp để góp phần để cứu chữa cho các cháu. Và tôi xin thay mặt cho các cháu đó thành tâm cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đó là tôi trích tài sản có được trong 45 năm tích lũy và để dành, và sẽ bán. Vì tôi bây giờ già rồi không có thể đi làm cái này cái kia gì nữa, mà để hình thành thì bán cái mình đã có để chia lại cho các cháu để thực hiện cái chương trình đó. Đó là cái kế hoạch và sẽ quyết tâm làm được. Và một lần nữa là cảm ơn tất cả quý vị đến Đài Nam, tức là đã gián tiếp để giúp cho thế hệ trẻ, cho con cháu mình để chữa lành cái khuyết tật của cái trái tim, của cái đó không có ai muốn á. Đó mà sinh ra trong gia đình nghèo khó khăn, tôi một lần nữa thật sự tôi xin thành tâm cho cha mẹ của các cháu đó xin biết ơn và cảm ơn tất cả quý vị. Xin biết ơn Dũng, cái việc biết là ngày dạ. Anh Dũng với tôi.